chuỗi những bức hình độc đáo và hóm hình này mang tới cảm giác tò mò cũng như cảm xúc vui nhộn cho người xem. Đặc biệt, với những ai có tình yêu với những chú khuyển dễ thương, vốn được mệnh danh là người bạn trung thành nhất của con người. Tác giả đứng đằng sau những bức ảnh đặc biệt này không ai khác ngoài nhiếp ảnh gia William Wakeman. Dù được đào tạo như một họa sĩ, William Wakeman được biết đến nhiều nhất qua những bức hình hài hước của thú cưng mình. Đó là những chú chó của giống Weimaraner với tên gọi là Mayray và Fayray. Ông thường tạo dáng cho thú cưng của mình trong nhiều tư thế hóm hình đi kèm với các trang phục hay đạo cụ. Và các tác phẩm của ông là cuộc đối thoại với lịch sử nghệ thuật và được thể hiện dựa theo phong cách của trường phái tối giản và hội họa trường màu sắc. E-A-C-H. See, that's the difference. Well, okay, I forgive you.